canh chứ. Mà ý nó cái độ lớn độ nhỏ cái thể tích của nó. Ví dụ như thể tích nó có sản xuất nhau, ví dụ hơn nhau 5, 10, 15 nha, thì mình dễ lựa lắm. Còn nó, bởi vì lý do mà tại sao bác ít cái đặt là sai là vậy đó. Cho nên là ít thôi thì bác vẫn đặt, nó cũng sai. Ở bên này là có người đặt hết rồi đấy. Ở bên này là có tên đặt cọc hết trơn luôn rồi đó. Mà túi thì bây giờ euro thì bác còn cũng được vài cặp mà. Đúng rồi, euro là 70 á. Nhưng một con như này cắt cái thừa đi thì có mất thêm nhiều không? Cái đó nếu cắt được bác cắt dùng cũng được, nó không sao hết trơn á, nhưng mà chỉ sợ là cắt nó bị ảnh hưởng cái mô tuyến thôi. Đó bác phải hồi chẳng lại mới được. Phải siêu âm lên rồi bắt đầu mới hồi chẳng lại để có cắt được hay không cắt. Thì mình phải tùy thuộc, nếu mà cắt được thì con mới làm được chứ. Ừ, cái đó thì phải siêu âm rồi lên mới coi được. Còn cái ống tuyến nó dẫn gì đó nhiều hay không nữa. Thế thì khi nào mà siêu âm được cái đấy nhỉ? Thì bây giờ mình đi siêu âm trước cũng được. Thì siêu âm trước. Siêu âm đi. Rồi xong rồi bác mới hỏi chẳng, rồi xong rồi bác mới báo được đi. Có gì đi siêu âm trước đi.